lọt vào top 3 xuất sắc nhất. Và hay nói cách khác thì đây chính là chủ nhân của giải thưởng quả bóng vàng, quả bóng bạc và quả bóng đồng Việt Nam 2020. Tôi sẽ còn vinh dự hơn những ngày nào đó tôi sẽ quả bóng vàng. Thế ngày hôm nay tôi sẽ công bố danh sách ba cầu thủ. Tôi nhìn vào giấy này tôi thực ra trong danh sách của tất cả ba tổ chức rồi mới công bố qua tay nghe của chúng tôi, bởi vì họ bí mật đến tận đến cuối cùng. Tôi đã ghi một chiếc vàng và cũng là cái chủ đề mà sẽ theo bóng vàng hôm nay. Thì anh có biết nói gì không? Thì cần tay được một lá phiếu của bóng vàng. Không biết là Văn Quyết và Dũng có hồi hộp không? Chúng tôi rất là hồi hộp. Và sau đây thì xin chúc mừng cầu thủ Nguyễn Văn Quyết thuộc Hà Nội. Nguyễn Văn Quyết thuộc Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, trong một năm các hoạt động của đội tuyển quốc gia bị đình trệ do dịch Covid-19, màn trình diễn ở cấp câu lạc bộ là yếu tố quyết định chủ nhân danh hiệu quả bóng vàng. Và trong lễ trao giải thưởng cao quý này năm 2020, niềm vui đã thuộc về Nguyễn Văn Quyết. Ngôi sao của câu lạc bộ Hà Nội có lần đầu tiên trong sự nghiệp nâng cao danh hiệu cá nhân danh giá nhất dành cho một cầu thủ nội. Đây là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn của Văn Quyết. Trước đó, anh đã nhận giải cầu thủ hay nhất V-League 2020 và cầu thủ hay nhất câu lạc bộ Hà Nội. Ở mùa giải 2020, cầu thủ sinh năm 1991 thi đấu đủ 20 trận với 1.746 phút và có 5 bàn thắng ở giải vô địch quốc gia. Văn Quyết còn được bầu vào đội hình tiêu biểu của mùa giải. Đáng chú ý, cách đây đúng 10 năm, Văn Quyết đã nhận giải cầu thủ trẻ hay nhất. Và danh hiệu lần này là cột mốc không thể tuyệt vời hơn cho chặng đường 10 năm thi đấu chuyên nghiệp của Văn Quyết. Đây là năm thứ 3 liên tiếp giải của bóng vàng ở lại với câu lạc bộ Hà Nội. Trước đó, Quang Hải và Hùng Dũng là hai cầu thủ của đội chủ sân hàng đẫy nhận giải thưởng cá nhân này. Đầu tiên thì cho Quyết thay mặt hai em gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo của cục thể dục thể thao, lãnh đạo liên đoàn bóng đá Việt Nam, như là ban tổ chức giải Gala Bóng vàng 2020 cùng toàn thể các anh chị em phóng viên báo chí đã có toàn thể những khách quý cũng như mọi người đã có mặt của buổi gala của bóng vàng ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt đối với em. Cách đây 10 năm em cũng may mắn nhận được danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Thì hôm nay cũng là lần đầu tiên em nhận danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam. Cũng tròn 10 năm em thi đấu chuyên nghiệp và cũng tròn 10 năm em thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Cái vinh dự này là em rất là trông chờ rất là lâu để được đứng ở đây để cảm ơn những người thầy, những anh em đồng đội đã cùng em thi đấu suốt thời gian qua. Và cũng xin một lần cảm ơn đến em có hai nơi mà em rất muốn cảm ơn. Là trung tâm bóng đá Thể Công Viettel nơi đã nuôi dưỡng và phát hiện ra em, và em rất là cảm ơn đến câu lạc bộ bóng đá Hà Nội nơi mà đã cho em trưởng thành đến ngày hôm nay. Cảm ơn đến người đặc biệt, cảm ơn người mà luôn luôn em luôn nghĩ đấy là cái tấm gương, không chỉ riêng em và tất cả những cái thế hệ cầu thủ đều coi bác như là một tấm gương để cố gắng kiên cường ý chí. Thì hôm nay cháu đứng đây cháu muốn cảm ơn đến bác Đỗ Quang Hiền, người luôn luôn là thần tượng của cháu cũng như là toàn thể anh em đội bóng Hà Nội FC. Cảm ơn đến ban huyện cũng như là các lãnh đạo của đội bóng Hà Nội FC. Xin cảm ơn. Vâng, quả ngọt chỉ đến với ai đủ kiên trì và sự nỗ lực của Văn Quyết trong suốt những năm qua. Bên cạnh danh hiệu quả bóng vàng, quả bóng bạc năm 2020 đã thuộc về trung vệ Bùi Tiến Dũng của câu lạc bộ Viettel. Trong khi đó, đồng đội của Tiến Dũng là Quế Ngọc Hải nhận danh hiệu quả bóng đồng nam. Cũng trong gala trao giải, ban tổ chức đã vinh danh nhiều cá nhân có thành tích nổi bật trong năm 2020. Trong khi Bùi Hoàng Việt Anh là cầu thủ trẻ nam hay nhất năm 2020, ở hạng mục tương tự dành cho nữ, Ngân Thị Vạn Sự của câu lạc bộ Hà Nội là người đã giành giải. Là cầu thủ ngoại hay nhất đã thuộc về Bruno Cunha sau những màn trình diễn thuyết phục giúp câu lạc bộ Viettel giành chức vô địch V-League 2020.
Ở mùa giải năm nay, Bruno Cunha đã chuyển sang khóa câu lạc bộ Hà Nội. Quả bóng vàng Futsal thuộc về pivot của Thái Sơn Nam, Nguyễn Minh Chí. Quả bóng vàng nữ thuộc về Huỳnh Như của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và người vinh dự đạt quả bóng vàng nữ 2020 đó là cầu thủ Huỳnh Như, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chúc mừng Huỳnh Như. Vâng, chúng ta có thể thấy một người phụ nữ duyên dáng nhưng rất kiên cường ở trên sân cỏ.